Khổ tận cam lai, tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, nữ mạng, bước sang năm Giáp Thìn 2024, được trời thương Phật độ mà ăn nên làm ra, tiền tài như ý, lộc lá đầy nhà. Mình được tử vi hoan hỉ chào đón quý thiên chủ tuổi Nhâm Tuất đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Mến chúc quý thiên chủ luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Mới đây nhất, khi xem tử vi 12 con giáp trong năm Giáp Thìn 2024, các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã giải công nghiên cứu và đưa ra dự báo rằng người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, nữ mạng, phải trải qua một năm có nhiều hung tinh trợ trực, hung khắc ẩn tàng, vận trình có nhiều biến động. Nhưng nếu như quý bản mệnh cứ nghiêm túc cố gắng thì sẽ tự tay cải biến được số mệnh của mình. Từ đó, những dấu hiệu may mắn cũng sẽ đến. Những người tuổi Nhâm Tuất hữu duyên xem được video này nên biết tận dụng để nắm bắt thời cơ, để giải hung hóa cát mà chuyển thời, đổi vận, cải biến vận mệnh, đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Vậy vận trình cụ thể của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, nữ mạng, diễn ra trong năm Giáp Thìn 2024 như thế nào? Làm sao để giải hung hóa cát? Làm sao để nắm bắt được vận may đến với mình? Thì ngay sau đây, xin mời quý thính chủ cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết. Vâng, kính thưa quý vị, để biết được vận trình của mình trong năm, ta cần xét trên các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, sao hạn, hướng xuất hành, tuổi Sông Đất và tử vi từng tháng âm lịch trong năm Giáp Thìn 2024. Tổng quan tử vi năm 2024 cho quý cô tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, quý cô tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, là 43 tuổi âm lịch và 42 tuổi dương lịch. Xét về thiên can, địa chi, ngũ hành, cung phi, vận niên và tứ trụ. Xét về thiên can. Thiên can của tuổi là Nhâm thuộc hành thủy, gặp năm có thiên can là Giáp thuộc hành mộc thể hiện quan hệ chủ về bình hòa. Xem tử vi nữ Nhâm Tuất 1982 năm 2024 cho hay, công việc kinh doanh của người tuổi này dễ có sự liên kết trong năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, những liên kết này không được như kỳ vọng. Trong năm, nếu có ý định đầu tư làm ăn thì chủ mệnh nên chú ý thận trọng trước những quyết định. Ngoài ra, sức khỏe cũng như tình cảm của thành viên gia đạo trong năm cũng không được tốt, dễ nảy sinh nhiều chuyện không như ý muốn. Xét về địa chi. Xem tử vi tuổi Nhâm Tuất năm 2024 nữ mạng cho hay, người tuổi này địa chi Tuất, gặp địa chi Thìn của năm 2024 Giáp Thìn là tương xung, cũng chính là quan hệ tuế phá của bản mệnh. Năm này công việc của chủ mệnh tuổi Nhâm Tuất gặp khó khăn và đưa tới những điều bất lợi. Bên cạnh đó, công việc cũng dễ thay đổi. Về phương diện tiền bạc cũng không được tốt, chi tiêu nhiều tiền bạc cho các công việc, trong năm chủ mệnh dễ đau bệnh hoặc ốm đau lâu khỏi, có chuyện buồn trong nhà. Xét về ngũ hành. Xem tử vi tuổi Tý 1982 năm 2024 nữ mạng, những người có ngũ hành bản mệnh thuộc thủy, gặp năm Giáp Thìn có ngũ hành hỏa là chủ về khắc xuất, xấu. Trong năm người bản mệnh thủy có thể bị hao tổn nhiều phương diện, cho nên cần lưu tâm về vấn đề sức khỏe của bản thân không được tốt. Công việc tiến hành đều dễ gặp phải khó khăn, bất lợi. Tuy nhiên vẫn có những thành công và được mọi người hỗ trợ giúp đỡ. Xét về cung phi. Theo tử vi tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, nữ mạng năm 2024, cung phi của những người có năm sinh là Càn thuộc hành kim gặp cung phi chấn của năm Giáp Thìn 2024 chủ về khí ngũ quỷ. Ý nghĩa về năm Giáp Thìn, người cung Càn có sức khỏe không tốt, tiền bạc phải mất mát nhiều. Những đổi mới sự nghiệp đều không đạt kỳ vọng. Ngũ hành kim của cung phi tuổi tương khắc với ngũ hành mộc của cung phi năm, do vậy đây là năm công việc chủ mệnh không tốt, sức khỏe cũng cần lưu ý. Xét về tứ trụ. Thiên hòa địa hòa, trong năm nay, mọi việc về sức khỏe không có dấu hiệu cải thiện, thậm chí có xu hướng xấu hơn và dễ bị ốm đau. Sao chiếu mệnh. Trong năm 2024, quý cô tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, gặp sao Thái Dương chiếu mệnh. Sao Thái Dương chiếu mệnh đây là cát tinh, hay còn gọi là một phúc tinh tốt đối với bản mệnh. Sao này mang lại sự tốt lành, an khang thịnh vượng, công danh rộng mở, phát tài phát lộc, giúp cho quý cô có khả năng thăng quan tiến chức, vạn sự đều may, đặc biệt là vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch là hai tháng đại cát.
vận hạn. Trong năm 2024, quý cô tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, gặp hạn địa võng. Địa võng nghĩa là lưới đất. Hạn địa võng là hạn xấu, người gặp hạn này sẽ gặp nhiều nỗi buồn trong cuộc sống, gặp nhiều rắc rối, thị phi, tranh cãi, dù làm đúng hay sai vẫn bị người khác hiểu nhầm, mang tiếng xấu, tâm trạng bất an, đau buồn, phiền muộn. Vận niên, Dương hồi ngạn. Theo tử vi nữ mạng Nhâm Tuất, sinh năm 1982, năm Giáp Thìn 2024, gặp vận niên, Dương hồi ngạn. Là vận niên có ý nghĩa là dê trở về với rừng núi, cho nên có thể thỏa sức tận hưởng về trái ngọt, cỏ non. Kinh doanh năm Giáp Thìn theo đó có dịp phát tài, triển vọng về mưu cầu công danh. Bạn tốt nhiều khả năng có thể gặp được trong năm này, may mắn chờ bản thân phía trước. Gia đình có tin vui về việc thêm được của, thêm người. Chủ mệnh chú ý về đi lại giao thông trong năm. Công việc nào cũng cần khiêm nhường thì mới được kết quả tốt đẹp bền lâu. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, quý cô tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, có vận trình không mấy khả quan. Năm này quý cô phạm thái tuế, là năm Thìn, cho nên sẽ gặp nhiều khó khăn. Trong năm có nhiều hung tinh đả kích, lại thiếu cát tinh để giải trừ hung tinh, nên lành ít dữ nhiều. Hai phương diện chịu tổn thất nặng nhất là sự nghiệp và sức khỏe. Lời khuyên cho quý cô tuổi Nhâm Tuất là cần lạc quan, mạnh mẽ, cố gắng hơn nữa. Quý cô nên nhận thức được tình hình của bản thân và suy nghĩ về các biện pháp đối phó khác nhau, không thể đối mặt với chúng một cách tiêu cực, nếu không tình hình sẽ trở nên phức tạp hơn. Năm này sức khỏe không tốt, quý cô đang gặp các hung tinh quấy phá, địa chi xung khắc, lại thêm bệnh phù đả kích, sự tác động của hạn địa võng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thân thể, quý cô cần phải bảo vệ sức khỏe, hết sức cảnh giác để đảm bảo bản thân luôn được an toàn. Xét về vận trình sự nghiệp cho quý cô tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, quý cô tuổi Nhâm Tuất phải chịu tác động của nhiều hung tinh, con đường công danh, sự nghiệp có nhiều gập ghềnh, công việc dễ rơi vào bế tắc, thiếu ý tưởng, lại có nhiều cạnh tranh ngầm. Mọi thứ gần như không có sự đột phá nào, bản thân quý cô cũng đau đầu vì lắm việc. Áp lực bủa vây, kế hoạch dễ đổ bể, khiến cho quý cô phải lao tâm khổ tứ nhiều bề, rất vất vả. Tinh thần làm việc vì thế mà bệ rạc, ì ạch, ảnh hưởng tới năng suất và chất lượng công việc. Bản thân quý cô phải là người thay đổi và khắc phục tình trạng này, chứ không nên đổ lỗi cho hoàn cảnh. Năm này, quý cô tuổi Nhâm Tuất đang phạm phải cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi, điều này sẽ gây ra sự nóng nảy, cá tính mạnh mẽ bộc phát, cho nên công việc gặp nhiều bất lợi, dễ hình thành cục diện đối đầu với cấp trên, lãnh đạo, có thể khiến cho bản thân rơi vào tình trạng bị chuyển công tác, giáng chức, bị đuổi việc, mất việc. Trong năm này quý cô khó tìm được sự trợ giúp của bạn bè, đồng nghiệp, thường phải cáng đáng mọi thứ một mình, cần phải nỗ lực hơn trước rất nhiều mới mong phá bỏ những rào cản, những bế tắc hiện tại. Đối với những người làm công ăn lương, nên lấy sự ổn định làm trọng, cẩn thận với công việc mình phụ trách, tránh gây ra sai sót, ảnh hưởng đến tập thể và thu nhập của bản thân. Người làm đầu tư, kinh doanh cũng cần hết sức cẩn trọng trong việc đầu tư, mở rộng làm ăn, tốt nhất hãy điều tra rõ về thị trường trước khi đưa ra các quyết định đầu tư. Sự ràng buộc của hạn địa võng trong năm cũng sẽ gây ra nhiều buồn phiền, lo lắng. Kinh doanh, buôn bán nên rõ ràng, có giấy tờ chứng từ đầy đủ, tránh vướng vào pháp luật, kiện tụng cũng sẽ gây ảnh hưởng đến sự nghiệp. Dù quý cô là người đứng ở vị thế lãnh đạo đi nữa, cũng không được lơ là bởi nhiều quyết định có thể ảnh hưởng sống còn tới cả tập thể. Quý cô không nên nghe theo lời xúi giục của những kẻ nịnh hót. Khi đứng trước các vấn đề, quý cô cần có cái nhìn đa chiều và đúng đắn, đừng nghe theo lời nói một chiều của bất cứ ai. Công việc sự nghiệp trong năm này, chủ về khó khăn và bất lợi, nhưng vẫn có được khởi sắc, dễ được trọng dụng, từ đó cơ hội cũng sẽ đến. Thành công trong công việc của quý cô tuổi Nhâm Tuất trong năm này đều đến từ sự cố gắng của bản thân. Chính vì thế quý cô không nên ỷ lại vào sự giúp đỡ của người khác hoặc trông chờ những vận may bất ngờ. Quý cô hãy nhớ là nên có thái độ làm việc tích cực, luôn kiên trì, quyết tâm làm tới cùng, tập trung phát huy thế mạnh của mình và chủ động đương đầu, nỗ lực hơn, nghĩ cách phá bỏ những hạn chế, xử lý công việc, dự án do mình phụ trách một cách chu đáo, sẽ vượt qua được những trở ngại và thu được thành tựu về cho mình, con đường công danh, sự nghiệp sẽ rộng mở. Đặc biệt, trong năm 2024, thầy Gia Cát khuyên quý cô tuổi Nhâm Tuất hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Dần Ngọ Tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn,
tốt đẹp sẽ đến với quý cô, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng, giúp cho quý cô có một năm bội thu, đại cát, đại lợi. Xét về vận trình tài lộc, cho quý cô tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn, quý cô tuổi Nhâm Tuất có con đường tài lộc không may mắn cho lắm, vận khí suy giảm, tài khí khó tụ, lại chi tiêu nhiều hơn cho nhu cầu cá nhân và cuộc sống, nên tiền tài càng dễ tổn hao. Trong năm này, công việc của quý cô gặp nhiều trở ngại, nhưng không được khắc phục kịp thời. Nguồn thu nhập từ lương cứng cũng sẽ bị ảnh hưởng, quý cô phải tìm thêm cách kiếm tiền khác để giúp cho cuộc sống đỡ bấp bênh. Lại thêm trong năm, gặp thái tuế án ngữ, cùng các hung tinh tiểu hao, thiên khóc quấy phá, làm cho quý cô gặp họa phá tài, dễ tao tán về tiền bạc. Việc hợp tác làm ăn với người khác cũng không mấy suôn sẻ, dễ đổ bể vì thiếu cả kinh nghiệm lẫn may mắn. Nếu vẫn muốn đầu tư, quý cô nên chọn các hạng mục vừa tiền với nguồn vốn tầm trung, tìm hiểu kỹ lưỡng, đặc biệt là nâng cao cảnh giác, tránh nhẹ dạ cả tin để tránh bị kẻ tiểu nhân phỉnh nhịn lừa gạt. Tử vi cho thấy, năm nay mặt khó khăn sẽ nhiều hơn mặt thuận lợi, quý cô cần có sự cẩn trọng. Đặc biệt là các vấn đề đầu tư về tài chính cũng không nên thực hiện những việc lớn lao, kẻo lại rước họa vào thân. Cho nên, quý cô tuổi Nhâm Tuất trong năm này càng cần phải tự nhắc nhở bản thân mình nên biết tiết kiệm, biết cách quản lý về tài chính thì tốt hơn. Việc tiêu dùng cũng cần có kế hoạch, điều này sẽ giúp cho quý cô cân đối được mức thu chi của mình, chi không vượt quá thu để có cuộc sống no đủ, tránh tình trạng nợ nần. Ngoài ra quý cô cũng hạn chế mua sắm, trưng diện hoặc tham gia quá nhiều vào các hoạt động vui chơi mà gây tổn hao về tài lộc. Về cuối năm, vận trình tài lộc của quý cô có phần khởi sắc hơn, khi đó quý cô ít bị tác động của các hung tinh. Công việc làm ăn, kinh doanh, buôn bán có phần được thuận lợi, từ đó tài lộc cũng sẽ đến, giúp cho cuộc sống được dễ chịu hơn. Xét về phương diện tình cảm gia đạo, cho quý cô tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, về phương diện tình cảm, gia đạo của quý cô tuổi Nhâm Tuất cũng không có nhiều khởi sắc. Vận khí trong nhà suy giảm, tình cảm xảy ra nhiều mâu thuẫn, trạng thái cảm xúc của quý cô trở nên gắt gỏng, vừa hại thân, vừa dễ phá hoại các mối quan hệ. Trong năm này, quý cô tuổi Nhâm Tuất đang chịu tác động của các hung tinh hoa cái, điếu khách, lại thêm sự ràng buộc của hạn địa võng, làm tâm lý bất an, các mối quan hệ cũng có xuất hiện những mâu thuẫn, hiểu nhầm. Trong gia đình thì quý cô và nửa kia của mình luôn mâu thuẫn với nhau, dường như cả hai đã quá mệt mỏi nên không còn muốn nhượng bộ nửa kia nữa. Càng so đo tính toán, quan hệ của hai người lại càng trở nên gay gắt hơn. Nếu đôi bên không chịu sửa đổi bản thân, chuyện rạn nứt, đổ vỡ là hoàn toàn có thể xảy ra. Quý cô tuổi Nhâm Tuất đang còn độc thân, dù là người có phong cách tân tiến, thích cái đẹp, quý phái, ưa trưng diện, đổi mới, thích được khen ngợi, hay kết giao với bạn bè, tuy nhiên trong năm này lại phạm phải đào hoa dữ, cho nên dễ gây thị phi, hiểu lầm, phiền nhiễu, khiến đường tình duyên khá trắc trở. Xét về vận trình sức khỏe, cho quý cô tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, quý cô tuổi Nhâm Tuất có vận trình sức khỏe không mấy lạc quan. Trong năm này, quý cô tuổi Nhâm Tuất do bị các hung tinh quấy nhiễu sẽ khiến cơ thể sinh ra nhiều bệnh tật. Sự tác động của hạn địa võng cùng với hung tinh tang môn, tử phù, thiên khốc, chủ về sức khỏe, làm cho quý cô gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, quỷ ma quấy phá, nhiều chuyện dày dà, tâm lý bất an, lo âu buồn bực, sinh ra nhiều thứ bệnh. Trong năm này đối với quý cô tuổi Nhâm Tuất, không chỉ đầy rẫy mối lo về thể chất mà vấn đề an toàn cá nhân cũng rất đáng lo ngại. Cục diện tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi cũng sẽ gây ra sự sa sút về thể chất, tinh thần, mệt mỏi và áp lực. Các dạng tai nạn như té ngã, tai nạn xe cộ, các ngành nghề nguy hiểm và các dạng tai nạn khác đều có thể xảy ra. Trong năm còn có điềm báo, tang chế, gặp chuyện buồn trong gia đình. Trong năm 2024 này, quý cô tuổi Nhâm Tuất nên đề cao sự an toàn cho bản thân, phải chăm sóc bản thân thật tốt, chú ý đến thể trạng của mình hơn. Dù gặp phải khó khăn gì thì quý cô cũng phải duy trì tâm trạng vui vẻ mỗi ngày, đừng để tâm trạng chán nản, tồi tệ trong thời gian dài. Điều này đặc biệt dễ mắc các bệnh về thần kinh, tâm lý, có thể có xu hướng tự tử, hãy cẩn thận. Quý cô nên có lịch làm việc và nghỉ ngơi khoa học, chế độ dinh dưỡng hợp lý, sinh hoạt điều độ, đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên. Để tĩnh dưỡng lại tinh thần, sức khỏe, tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh vui vẻ được,
đừng để các sao hung tinh có cơ hội gây hại cho bản thân. Quý cô cũng nên nhớ là thường xuyên đến bệnh viện khám sức khỏe định kỳ để phát hiện những dấu hiệu bất thường của cơ thể và có phương pháp chữa trị kịp thời. Ngoài ra, trong năm này cũng sẽ không tốt cho việc phẫu thuật thẩm mỹ hay can thiệp về dao kéo để làm đẹp, rất dễ bị tai biến y khoa, nguy hại tới tính mạng. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên quý cô tuổi Nhâm Tuất hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của quý cô. Ngày, giờ xuất hành, tuổi Sông Đất tốt cho quý cô tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, trong năm Giáp Thìn 2024. Số của quý cô tuổi Nhâm Tuất xuất hành vào giờ chẵn, ngày lẻ và tháng chẵn. Làm ăn, hùn hạp hay phát triển về sự nghiệp sẽ gặp nhiều may mắn, được suôn sẻ, thuận lợi, thu về nhiều thắng lợi to lớn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Ngày mùng 1 Tết. Dương lịch, thứ Bảy, ngày mùng 10 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, tức ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Giờ xuất hành tốt cho quý cô tuổi Nhâm Tuất gồm các khung giờ sau. Giờ Mậu Thìn, từ 7 giờ đến 9 giờ, thuộc Thanh Long. Giờ Kỷ Tỵ, từ 9 giờ đến 11 giờ, thuộc Minh Đường. Giờ Quý Dậu, từ 17 giờ đến 19 giờ, thuộc Bảo Quang. Giờ Ất Hợi, từ 21 giờ đến 23 giờ, thuộc Ngọc Đường. Hướng xuất hành tốt cho quý cô tuổi Nhâm Tuất. Xuất hành theo hướng Đông Bắc để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Đông Nam để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết. Dương lịch, Chủ nhật, ngày 11 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024, tức ngày Ất Tỵ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý cô. Hướng tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Bắc, tài thần hướng Đông Nam. Ngày mùng 3 Tết. Dương lịch, thứ Hai, ngày 12 tháng 1 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024, tức ngày Bính Ngọ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày tam nương sát, xấu, kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý cô, xuất hành theo hướng Tây Nam. Để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm, xuất hành theo hướng Chính Đông. Để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm, để đón nhiều tài lộc trong năm. Tuổi Sông Đất hợp với gia chủ tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi Nhâm Tuất. Điều này giúp mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới Sông Đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà quý cô nhận được càng nhiều. Tuy nhiên, cần kiêng những người nhà đang có tang hoặc phụ nữ đang mang bầu để tránh âm khí. Tuổi Sông Đất tốt nhất cho gia chủ tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024, gồm các tuổi sau. Tuổi Giáp Ngọ, sinh năm 2014, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, nam nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi bình hòa, cung mệnh sinh khí, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi bình hòa, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi bình hòa, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Quý cô tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, trong năm Giáp Thìn 2024, có Phạm Tam Tai, Hoàng Ốc, Kim Lâu, Thái Tuế, Trạch Tuổi Không. Tam Tai năm 2024, quý cô tuổi Nhâm Tuất gặp Tam Tai vào các năm Thâm, Dậu, Tuất. Năm này là năm Thìn cho nên quý cô sẽ không phạm đại kỵ Tam Tai. Tuổi Kim Lâu năm 2024, quý cô không phạm Kim Lâu. Hạn Hoàng Ốc năm 2024, quý cô
không phạm hoang ốc. Thái tuế năm 2024, quý cô tuổi Canh Tuất phạm xung thái tuế, nếu làm đầu tư, kinh doanh, quý cô dễ rơi vào mánh lưới của kẻ xấu, khiến tiền bạc đổ sông đổ bể. Quý cô cần phải hết sức tỉnh táo, nhận ra lỗi sai để dừng lại đúng lúc. Trạch tuổi năm 2024, theo hệ thống cửu trạch vận niên thì quý cô tuổi Nhâm Tuất trong năm Giáp Thìn 2024 là trạch tử, là một trong năm trạch xấu gồm trạch bại, trạch hư, trạch khốc, trạch quỷ, trạch tử. Và năm 2024, quý cô tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, gặp trạch tử, không nên mua nhà, làm nhà, sửa nhà hoặc làm các việc trọng đại khác vào năm này. Trong năm Giáp Thìn 2024, quý cô tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, cần đặc biệt chú ý tới hạn địa võng và sao Thái Dương chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn địa võng đối với quý cô tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 trong năm Giáp Thìn 2024. Nhắc đến hạn địa võng, người xưa có hai câu thơ lục bát như sau. Địa võng nhiều nỗi buồn than, lời ăn tiếng nói xanh đoan dày già. Địa võng là hạn xấu chủ về. Tâm lý tình cảm, các mối quan hệ xuất hiện nhiều mâu thuẫn, hiểu nhầm, trong gia đình thì lời qua tiếng lại khiến không khí luôn căng thẳng và mệt mỏi. Kinh tế, việc nhập hàng hóa sản xuất buôn bán kinh doanh cần có hóa đơn chứng từ rõ ràng, việc nhập hàng giả hàng nhái kém chất lượng bị chính quyền tịch thu, vướng vào vòng lao lý, tiền mất tật mang. Đặc biệt, không tin vào lời nói của người khác, nhất là không cho người lạ mặt ở hay ngủ nhờ, chẳng may tai bay vạ gió, hao tiền tốn của, dễ xảy ra tình trạng trộm cắp, mất mát tài sản. Có 4 điều cần đặc biệt chú ý để vượt qua hạn địa võng đối với quý cô tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, trong năm Giáp Thìn 2024. Thứ nhất, kinh tế tài chính. Tốt nhất làm ăn chân chính, buôn bán kinh doanh rõ ràng và minh bạch, nhập hàng hóa sản phẩm đúng chất lượng, có hóa đơn chứng từ rõ ràng, đừng vì cái lợi nhuận mà bán rẻ lương tâm. Thứ hai, đời sống. Mọi người trong gia đình là một, gia chủ gặp hạn không nên hơn thua tránh điều đáng tiếc xảy ra. Luôn yêu thương và nhường nhịn lẫn nhau, đừng vì lời nói của người khác mà tình cảm gia đình tan nát, chia ly xa cách. Dù có chuyện gì xảy ra thì mọi người nên ngồi lại mà tìm cách giải quyết. Thứ ba, khi gặp hạn địa võng, gia chủ không nên đi ra khỏi nhà vào trời tối, không may tai nạn bất ngờ xảy ra rất nguy hiểm. Nhẹ thì hoảng sợ, tiền của mất mát khi gặp kẻ xấu, nặng thì tai nạn đe dọa đến tính mạng, cái chết. Thứ tư, sau đó gia chủ không nên cho người lạ mặt vay mượn tiền hoặc ngủ nhờ qua đêm. Chẳng may gặp phải kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, thậm chí còn sát hại đến tính mạng. Bên cạnh các cách hóa giải địa võng, gia chủ cần thành tâm, sống hướng thiện, cho đi mà không cần nhận lại. Thường xuyên đi chùa thắp hương cầu Phật, mong gia đạo được bình an, sức khỏe dồi dào, công danh sự nghiệp ngày càng phất lên, phát tài phát đạt. Quý cô tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, trong năm Giáp Thìn 2024, cũng cần chú ý đến sao Thái Dương chiếu mệnh. Sự tác động của sao Thái Dương đối với quý cô tuổi Nhâm Tuất trong năm 2024. Sao Thái Dương là một phúc tinh tốt với cả nam và nữ. Sao này mang lại sự tốt lành, an khang thịnh vượng, công danh rộng mở, phát tài phát lộc, giúp cho quý cô có nhiều sự may mắn. Quý cô được sao Thái Dương chiếu mạng, được người bạn đời gánh vác, lo toan mọi việc, ngày càng khỏe mạnh, duyên dáng. Có thể gặp tai ách vào tháng 6 và 10 âm lịch, nhưng vì đây là phúc tinh nên cũng không đáng quan ngại. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Sao Thái Dương là một phúc tinh nên cần làm lễ giải hạn và nghênh sao để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống, mong muốn tránh được rủi ro và gặp nhiều may mắn. Người xưa thường làm lễ cúng dâng sao giải hạn vào đầu năm để giảm nhẹ vận hạn hoặc làm hàng tháng tại chùa hoặc tại nhà để cầu xin thần sao phù hộ cho bản thân, gia đình, con cháu được bình an, khỏe mạnh, vạn sự tốt lành, may mắn, thịnh vượng. Lễ cúng dâng sao giải hạn sao Thái Dương thường thực hiện vào ngày 27 âm lịch hàng tháng. Thời gian cúng là từ 21 giờ đến 23 giờ, khi cúng gia chủ thắp 12 ngọn đèn hoặc nến, bố trí theo các vị trí hướng sao hiện, quay về hướng chính đông lại 12 lại. Vận trình từng tháng âm lịch cho quý cô tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, trong năm Giáp Thìn 2024, được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch năm 2024 cho quý cô tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982.
Bước sang tháng 1 âm lịch năm 2024, quý cô tuổi Nhâm Tuất được cục diện ngũ hành tam hợp, Dần Ngọ Tuất trợ mệnh, quý cô tính tình lạc quan, vui vẻ, phúc khí tràn đầy. Quý cô được thu hoạch tất cả các loại niềm vui và hạnh phúc, cuộc sống tương đối thoải mái. Quý cô vui xuân đón Tết cùng gia đình với một tinh thần vui vẻ, nhưng quý cô cũng cần chú ý ăn uống trong những cuộc vui ăn nhậu với bạn bè, rất dễ mắc các bệnh về đường ruột, dạ dày. Những chuyến du xuân đầu năm cũng dễ khiến sức khỏe của quý cô có phần giảm sút. Quý cô nên biết vui chơi có chừng mực, hạn chế sử dụng các chất kích thích gây ảnh hưởng đến thể chất lẫn tinh thần. Vận trình tháng 2 âm lịch năm 2024 cho quý cô tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Bước sang tháng 2 âm lịch, đây là tháng Đinh Mão, quý cô tuổi Nhâm Tuất gặp được cục diện Mão Tuất hợp Nhật Nguyệt. Điều này sẽ giúp cho vận trình công danh sự nghiệp của quý cô có sự khởi sắc, tài lộc tăng tiến nhẹ. Cơ hội kiếm tiền tay trái của quý cô tuổi Nhâm Tuất sẽ xuất hiện, việc kinh doanh vận hành có phần được thuận lợi hơn, doanh thu sẽ cao. Quý cô dựa vào tài năng cá nhân để thu về thành quả bất ngờ. Đường tài lộc tháng này khá khả quan, chỉ cần chăm chỉ thì sẽ dễ dàng thu được tài lộc về. Quý cô tuổi Nhâm Tuất trong tháng này cần chú ý biết cân đối giữa thời gian làm việc và gia đình, những giây phút bên nhau giản dị sẽ giúp cho tình yêu đôi lứa khởi sắc đáng kể. Đối với những người độc thân cũng dễ làm quen được với những người khác phái, cơ hội bén duyên cũng không hề ít, quý cô có biết nắm bắt được cơ hội hay không mà thôi. Vận trình tháng 3 âm lịch năm 2024 cho quý cô tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Bước sang tháng 3 âm lịch, tháng này quý cô chịu tác động tiêu cực từ cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi. Quý cô làm gì cũng khó khăn, thường xuyên gặp rủi ro, tâm trạng kém, dễ nảy sinh những cảm xúc tiêu cực. Công việc chuyển biến không được như mong đợi, trong tháng, quý cô nên cân nhắc thật kỹ lưỡng nếu có ý định nhảy việc, cũng không nên khai trương hay thực hiện những công việc quan trọng khác, sẽ không có lợi. Về phương diện tình cảm, quý cô tuổi Nhâm Tuất nên chú ý trò chuyện và thảo luận nhiều hơn với các thành viên trong gia đình để giảm bớt căng thẳng tinh thần và những cảm xúc u ám. Đồng thời, quý cô cũng nên chú ý áp dụng các mẹo phong thủy cho người bị phạm thái tuế trong năm 2024 để vận trình cả năm trở nên hanh thông, giảm bớt điểm xui xẻo. Vận trình tháng 4 âm lịch năm 2024 cho quý cô tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Bước sang tháng 4 âm lịch, quý cô tuổi Nhâm Tuất có vận trình tài lộc tương đối hanh thông, công việc bình ổn, không có nhiều vấn đề phát sinh. Chỉ là tháng này không thích hợp để đầu tư quy mô lớn, chẳng hạn như bất động sản hay ngành phẫu thuật thẩm mỹ, nên đừng nhúng tay vào. Tiền bạc được rủng rỉnh, quý cô cũng nên biết quản lý về tài chính tốt hơn, biết tiết kiệm, tránh thất thoát không đáng có, bởi tài vận trong năm gặp nhiều khó khăn. Quý cô cũng cần đề phòng hạn thị phi, nói năng cẩn thận, tránh để mất lòng người khác. Về sức khỏe, thể lực hơi kém hoặc bệnh cũ tái phát, chú ý nghỉ ngơi dưỡng sức. Vận trình tháng 5 âm lịch năm 2024 cho quý cô tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Vận trình tình cảm của quý cô tuổi Nhâm Tuất trong tháng 5 âm lịch này khá tốt. Với sự trợ giúp của giải thần, thiên phúc giúp cho công việc lẫn chuyện tình cảm của quý cô nhận được không ít sự giúp sức từ những người xung quanh. Sao Hồng Loan che chở, về mối quan hệ tình cảm vợ chồng tốt đẹp, cuộc sống hôn nhân ngọt ngào hạnh phúc, vợ chồng yêu thương hòa thuận. Tam hợp trợ mệnh, quý cô có được những bước tiến nhất định trong sự nghiệp của mình, những cố gắng từ trước đến nay của quý cô đã được công nhận, thậm chí còn có người có cơ hội được cất nhắc, tinh thần làm việc hăng hái tích cực cũng sẽ giúp cho quý cô đạt được nhiều kết quả bất ngờ trong khoảng thời gian này. Nhờ những dấu hiệu tích cực trong công việc nên tiền bạc cũng gia tăng, tài lộc thu về rủng rỉnh. Vận trình tháng 6 âm lịch năm 2024 cho quý cô tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Bước sang tháng 6 âm lịch, quý cô tuổi Nhâm Tuất sẽ gặp phải những biến động lớn, nhiều vấn đề không mong muốn xảy đến. Tháng có nhiều hung tinh ám tàng, nhiều người tham công tiếc việc nên sẽ làm việc quá sức trong tháng này nên sức khỏe rất dễ sa sút. Ngoài ra, quý cô tuổi Nhâm Tuất có thể sẽ gặp những chuyện không may mắn nhỏ trong tháng này, chẳng hạn như xe bị hư hỏng, điện thoại di động bị mất, vì vậy hãy đề cao cảnh giác. Dưới ảnh hưởng của hung tinh, thiên khốc, địa tang, quý cô cũng dễ gặp rắc rối bởi một số cảm xúc tiêu cực, khiến cả người trông rất bơ phờ, mệt mỏi, nhiều người còn đón tin không vui trong gia đình. Quý cô không nên tạo áp lực quá lớn cho bản thân, hãy nhìn nhận mọi việc thật vui vẻ, lạc quan là điều quan trọng nhất, nếu cảm thấy phiền phức thì có thể trao đổi với bạn bè hoặc người thân trong gia đình. Vận trình tháng 7 âm lịch năm 2024
cho quý cô tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Bước sang tháng cô hồn, quý cô tuổi Nhâm Tuất cần phải quan tâm tới tình trạng sức khỏe của mình. Nếu thấy cơ thể có dấu hiệu cảnh báo, quý cô cần phải đi khám ngay, chớ nên chần chừ, do dự, khiến bệnh tình trở nặng hơn. Ngoài ra, khi tham gia giao thông quý cô cũng cần chú ý quan sát, nếu phải đi một chặng đường dài thì tốt nhất là không nên cầm lái. Tháng này trong công việc, quý cô có thể gặp phải những vấn đề không được như mong muốn, nhưng hãy coi đó là cơ hội để thể hiện bản thân với người làm lãnh đạo. Chuyện tình cảm không có nhiều biến động, các cặp vợ chồng trẻ đang dần tìm cách để hòa hợp với nhau. Vận trình tháng 8 âm lịch năm 2024 cho quý cô tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Quý cô tuổi Nhâm Tuất bước sang tháng 8 âm lịch. Với sự trợ giúp của ngôi sao may mắn Thiên Giải, Thái Dương, vận trình tài lộc của quý cô có dấu hiệu khởi sắc. Quý cô nên biết phát huy tài năng, năng lực có thể sẽ được cấp trên nhìn nhận, từ đó tạo ra nhiều cơ hội tốt. Có người sẽ có thành tích tốt trong sự nghiệp, được lãnh đạo công ty đánh giá cao, thu nhập cũng từ đó tăng theo. Người làm kinh doanh, buôn bán, công việc thuận lợi, quý cô hãy tiếp tục học tập và trau dồi kiến thức nhiều hơn để phát triển kinh tế một cách tốt nhất. Về sức khỏe, hệ tiêu hóa của quý cô trong tháng này không được bình thường, đặc biệt là về chế độ ăn uống, không nên ăn quá nhiều đồ ăn vặt như mì cay, gà rán. Vận trình tháng 9 âm lịch năm 2024 cho quý cô tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Bước sang tháng 9 âm lịch, đây là tháng Giáp Tuất, quý cô đang gặp cục diện Tuất Thổ phạm hình với cung mệnh, lại bị tháng Thái Tuế án ngữ, dẫn đến vận khí tiêu hao. Hung tinh quấy phá, tình hình sức khỏe không được mấy lạc quan, quý cô dễ bị thương tích cá nhân trong tháng này, cố gắng không lang thang bên ngoài vào ban đêm hoặc đến các điểm du lịch chưa phát triển. Sự nghiệp của quý cô cũng không được như ý, dễ nảy sinh thị phi, bản thân quá ngang bướng, nóng nảy, cho nên không được mọi người ủng hộ, quý cô cũng nên biết khắc chế điểm này, suy nghĩ thận trọng trước khi nói hay làm. Ngoài ra, quý cô cũng cần đề phòng các vấn đề pháp lý, mua bán cần có hóa đơn, chứng từ rõ ràng, nhất là những hoạt động liên quan đến xuất nhập cảnh. Về phương diện tình cảm, đối với những người đã có gia đình, chuyện tình cảm liên tục bị tác động bởi yếu tố bên ngoài làm cho rạn nứt. Quý cô cần chú ý và xử lý thật tốt, học cách chia sẻ nhiều hơn, cùng phối hợp với đối phương để tháo gỡ khúc mắc, hóa giải nguy cơ chia rẽ trong tình yêu. Vận trình tháng 10 âm lịch năm 2024 cho quý cô tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Bước sang tháng 10 âm lịch, quý cô tuổi Nhâm Tuất có một tháng tài lộc khá ổn định, không có nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Quý cô không chịu ảnh hưởng nặng từ Thái Tuế và hung tinh, vì thế mọi phương diện đều được giữ ở mức phát triển ổn định. Đặc biệt là về mặt sự nghiệp, vận thế có chuyển biến theo chiều hướng tích cực, các mối quan hệ được hài hòa. Không những dễ bề xử lý việc nhỏ nhặt ở nơi làm việc, mà còn có cơ hội nhận được sự khen ngợi, đánh giá cao từ phía lãnh đạo. Người làm kinh doanh buôn bán vẫn tiếp tục duy trì được tài lộc tương đối tốt. Về sức khỏe, quý cô nên chú ý các đồ vật trong gia đình và khi tham gia giao thông tránh gặp họa huyết quang gây thương tích cho thân thể mình. Vận trình tháng 11 âm lịch năm 2024 cho quý cô tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Tháng 11 âm lịch, quý cô tuổi Nhâm Tuất trải qua một tháng, công việc và chuyện tình cảm gặp nhiều áp lực. Quý cô tuổi Nhâm Tuất gặp vận khí về tài chính trong tháng không tốt, tiền bạc dễ bị tiêu hao. Việc kinh doanh buôn bán có thể gặp thị phi, tai tiếng, thậm chí còn khiến cho kết quả dự định không đạt được như ý. Một số người có dự định bước vào kinh doanh buôn bán hay mở rộng về quy mô kinh doanh có thể sẽ gặp phải rủi ro. Do chưa nhìn rõ được xu hướng của thị trường, không có quý nhân giúp sức còn gặp phải sự sa sút trong vận may của mình. Về tình cảm, cũng gặp nhiều chuyện không như ý. Nhưng quý cô cũng đừng buồn, cuộc sống mà, hãy tích cực, lạc quan, rồi mọi việc sẽ được tốt đẹp, chỉ cần quý cô biết cố gắng. Sức khỏe không tốt, quý cô sẽ cảm thấy mệt mỏi nhiều, bởi vậy nên dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân và giải trí nhiều hơn. Vận trình tháng 12 âm lịch năm 2024 cho quý cô tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Tháng 12 âm lịch thiên về tình trạng bận rộn, quý cô tuổi Nhâm Tuất cảm thấy mệt mỏi vì công việc và cuộc sống. Cuộc sống luôn có nhiều biến động, quý cô nên bỏ qua những lời nói không mấy thiện cảm từ người xung quanh để cho tâm hồn mình được thư thái hơn. Lúc này không tốt, nhưng không phải tất cả đều không tốt, quý cô cần phải suy nghĩ tích cực và tạo cho bản thân nhiều cơ hội hơn. Công sức và nỗ lực của cả năm sẽ được thu hoạch trong tháng cuối cùng này. Do đó, quý cô tuổi Nhâm Tuất tránh nóng vội nên giải quyết từ từ từng việc để có thể thu được kết quả tốt nhất.
trong tháng này chi tiêu khá nhiều và đều là công việc chính đáng, nhưng quý cô cũng gặt hái được nhiều thành công. Tiền lương, tiền thưởng và các khoản đãi ngộ cuối năm giúp cho quý cô có được nhiều niềm vui và an tâm hơn. Nhìn chung, trong tháng này quý cô tuổi Nhâm Tuất có thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng trưởng thích hợp. Về sức khỏe, quý cô cảm thấy mệt mỏi nhiều. Bởi vậy nên thư giãn bằng cách nghe các bản nhạc yêu thích hoặc tham gia môn thể thao nào đó mới mẻ để tăng cường sức khỏe cho bản thân khi công việc và cuộc sống tạo nhiều áp lực. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.